Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình. Nay mình giới thiệu với anh em Zippo chủ đề rất là ý nghĩa ha anh em. Mang đến phong thủy tốt lành cho anh em, cũng như mang đến sự sang trọng và rất là tinh tế để anh em sở hữu ha. Đây là em Zippo đồng nguyên khối ốp nội emblem ông Phật Di Lặc nha anh em. Ngài Phật Di Lặc đang ngồi cười ha. Và phía sau thì đeo theo cái bao tiền. Và trên tay của Phật Di Lặc là đỏ thỏi vàng nha anh em. Một trong những biểu tượng Phật rất là nổi tiếng ha. Anh em sở hữu chơi hay làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè, em đồng nguyên khối này cũng rất là sang trọng, ý nghĩa đó anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ zin nha anh em. New full box, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ luôn đó anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình ha. Tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Zippo bên mình. Còn số điện thoại thì mình để trên tựa đề clip nha anh em. 0909 828 779 nha. Giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước với anh em ha. Toàn thân em đó ha anh em. Đồng nguyên khối luôn, ốp nổi 3D nha anh em. Đấy bằng ha anh em. Hàng zin nha anh em, chưa hề đụng chạm gì ha. Chính hãng Zippo Mỹ nha anh em. Em này anh em trên tay rất là sang trọng đó anh em. Đồng nguyên khối với biểu tượng Phật Di Lặc thì rất là ý nghĩa ha. Làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè cũng rất là phù hợp đó nè. Số điện thoại hotline trên tựa đề clip nha anh em. 0909 ha. 828 779 nha. Hàng xịn bên mình thì rất là nhạy lửa, giữ xăng lâu và rất là bền bỉ anh em. Uy tín với anh em nào giờ rồi, anh em yên tâm nha. Mình giao toàn quốc luôn nha anh em. Anh em cứ gọi điện là có hàng cho anh em chơi. Biểu tượng Phật Di Lặc anh em. Đồng nguyên khối ha, ốp nổi emblem 3D. Anh em nào có duyên sở hữu em nó thì liên hệ mình ha. Giấy tờ đầy đủ luôn. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn thật nhiều sức khỏe ha, an khang thịnh vượng, an lành và gặp nhiều hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống nha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em.